Cái mẫu mới sáng nay mới có luôn á. Mẫu mới. Đúng rồi luôn đó nha. À, thưa chị thì chị có thể giới thiệu luôn là thôi, lát xíu thì mình sẽ giới thiệu là ý là các cô chú vừa muốn coi cái sản phẩm và vừa muốn biết giá sản phẩm ấy thì cái dịch lên cái giá kia coi. Ấy có góc á. Sản phẩm này có mức giá là 5.950.000 nha các bạn. Cái hai mặt đều ghi cái vải này thì có cái tác dụng là bảo vệ kháng khuẩn. Em thử coi cái logo của sản phẩm ở đâu để cô bác anh chị mình coi. Đối với những cái sản phẩm cao cấp thì vải của Thái Tuấn đều có mã số, đều có mã số seri hết nha các bạn. ASBA đó. Rồi, nó còn thêm một cái mã số trên này nữa. Còn thêm một cái mã số nữa đây các bạn này. Thái Tuấn Premium Healthcare. Rồi em gái ướm lại cái sản phẩm đó một lần cái nữa nào nha. Cũng như vậy hết á. Thì hôm nay đó, lúc đầu thì chị bé thông báo với mình là góc có hai góc vô con. Có là 18 mẫu. Nhưng mà tới cái thời điểm này chỉ còn là 10 mẫu. Vì là 8 mẫu kia sáng thì đã bán hết 8 mẫu đã bán rồi. Khách tới và khách thấy là chi bưng nên là khách chốt luôn. Đây Tuấn Dương sẽ quay từ đẹp phía lắm. Dưới chân lên. Ở cái này hình như là dưới một bông hoa, còn đây là suối hoa đúng không chị đúng nhỉ? Rồi. Mà hàng này chất liệu này là in đúng không thưa chị? Đúng rồi, hàng in của Thái Tuấn, tơ tằm của Thái Tuấn. Hàng in tơ tằm của Thái Tuấn siêu đẹp, nhìn cái là biết là hàng hiệu sản liền. Hàng này là không có đụng hàng. Vâng. Và giống như là sản xuất cái một và hai áo thôi. Và ở đây các bạn là chỉ chợ An Đông này chỉ có mình chị bé có những cái sản phẩm này thôi. Ngay tại thời điểm này các bạn không thể tìm được cái sản phẩm thứ hai tại chợ nhé. Dạ rồi, xin cảm ơn. Giờ dùng mẫu kế tiếp. Và lúc nào cũng có khách luôn. Nói chung là tất cả các nhân viên đều làm việc rất là mệt. Lẽ ra là phải quay giới thiệu này là phải quay cái lúc vắng khách. Nhưng mà lúc nào cũng có khách. Bây giờ nói chung là ngặt một nỗi là tiệm chị bé được nhiều cô chú anh chị thương yêu, mến. Nên là tới để xem. Thử đó, cái mẫu này là phía dưới là bốn con hạc hướng đang bay lên trên này, rồi có thác nước và có thác nước chảy này, có những cây này như là cây tùng cổ thụ á, và rồi có những ngọn núi, rồi phía trên thì hai con hạc bay lên. Thưa chị, cái sản phẩm này gọi tên gọi kêu bằng gì đây ta? Cái này chị gọi là thủy mạc em. Thủy mạc, áo dài thêu tranh thủy mạc. Thưa bên chị, hai cái này là giá bằng nhau hay sao? Bằng nhau mà, tại vì một mẫu một kiểu. Một mẫu một kiểu, mức tức giá như bằng nhau. Một mẫu là chị ra 3-4 màu. Một mẫu này thì có nhiều màu. 3-4 màu. Thì ví dụ giả sử như cô chú anh chị mình coi cái clip này đó, mình thấy cái đây là màu xanh đen. Nhưng mà ví dụ giả sử như các tớ mình lại thích màu tím chẳng hạn. Có. Thì sẽ nói với chị bé. Mình giả sử như tôi thích cái màu tím thì chị sẽ làm cái sản phẩm màu tím cho cô bác anh chị. Nó là 2.6.000 thì cái sản phẩm này các bạn là có mức giá 2.6 là 2.600.000 cho một cái áo và mua áo tặng quần nhé. Cái này chỉ cần may một lớp không đúng một chị? Một lớp thôi. Dạ. Gặp thực tế Tấn Dương nhưng mà nhìn không ra, quá trẻ. Dạ, dạ. Và con là trẻ con sống lâu năm chú ơi. Dạ. Dạ thưa là hôm nay hai cô chú có lựa được nhiều sản phẩm không? Chọn cho bà xã được 3 bộ đồ áo dài. Dạ. Dạ thưa là cô rồi mặc chuẩn bị ngồi xuôi à? Chuẩn bị lên ngồi xuôi. Dạ và rồi mấy mẫu đấy mình có ưng không cô chú? Là coi như quá tuyệt vời. Dạ thưa. Chọn hàng Thái Tuấn. Hàng Thái Tuấn. Dạ thưa là cô chú ở đâu ạ? Ở Hóc Môn. Hóc Môn. Lê Văn Khương. Lê Văn Khương. Dạ. Rồi thưa là sao cô chú lại biết tới tiệm bé này? Do nhờ Tấn Dương giới thiệu trên sản phẩm quá nhiều. Trong nước và ngoài nước rồi. Dạ. Biết kênh của Tấn Dương. Vâng, con cảm ơn cô chú nha. Năm mới chúc cô chú nhiều sức khỏe. Nếu mà may mặc đẹp thì mai mốt chụp cái tấm hình để gửi qua cho tụi con ạ. Dạ. Chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Ok, rồi con cảm ơn. Dạ rồi cô chú đi ạ. Dạ xin chào ạ. Dạ dạ. Dạ dạ, chào cô chú ạ. Dạ xin chào. Thêu rồng xanh đen. Ống nó chọn rồi đó tôi lấy. Dạ dạ, ok. Cái này 60 này, chị rút thử cái này không chị? 56 là 56. Đây. Không này mà xanh đen không phải. Cái này 60-56 đây. Giờ nhìn nhiều quá đúng không? Người Việt mắt hoa luôn.
đây một cái năm sau. Chị dở hẳn ra, à, đấy cô dở ra. Vâng. 52. Vâng. Đây cái 70 là sao 52 chị? 70 ký. Màu đỏ đúng không? Đây 52 đây chị này. Đây là đỏ đỏ. Cái này đỏ đô. Muốn đỏ đô hay là đỏ cờ? Đấy là đỏ đô thưa cô. Giống như livestream. Vâng. Không có màu vàng chị ơi. Màu gì? Đâu đâu. Đây đây để con ướm nha. Ok. Đúng rồi, áo nam là chỉ có áo không thôi. Nam là chỉ áo không, ừ, còn nữ thì mới có 7-8 tuổi hả? 7 cho tới 8 tuổi. Số lớn hơn, bao nhiêu cái đã để không 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 thì 300 ngàn là từ số 1 đến số 5. Cái này số mấy? Thì lát này em phải coi sai, em nói giá chị trước. À hả? 300 ngàn là từ số 1 đến số 5. Rồi. Mà từ số 5 trở lên là nhảy mỗi size 7 ngàn, nhảy mỗi size 7 ngàn. Rồi, cho tôi cái coi cái số 5 trước đi. Số 5 thì muốn áo giặt theo hả? Đây, số 5, bên này người lớn đúng không? Em bé đây này. Từ số 5 đến số 12. Đây, cái này đây chị ơi, đây phải không? Số 5 đây. Đây. Thì đây, số 5. Rất là nhiều. Đây, số cô còn mua cả áo... áo nam thì cái cỡ size bự hơn mình thì lấy cái cỡ khoảng 60, còn những cái size nhỏ hơn nữa để mua cho các bé. Đó. Nếu mà số 6 số 7 à. Coi số 6 số 7 đi. Rồi đó là bé trai còn bé gái nữa. Nhiều khi ở bển ta thích giản dị chứ ta về. Không thích màu trắng đẹp ấy, chắc là... Thích màu trắng đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Giản dị thôi. Nè, chị nè, số 7 đi nè. Thật. Này thích màu trắng. Dạ. Yeah. Thôi, để coi nè. Về. Gái thì cho này được, cái chai màu trắng là hay nhất. Nha, chị nha. Nha. Em đi trà đá. 7 này sao thấy nó giống nhau vậy trời. Nhìn nó sao vậy? Này số 5 đi phải không? Đúng rồi. Ừ, cái vai nó có vai hơn chút xíu. Đúng rồi, nó nhảy thì đây này, nhảy độ dài này, nó nhảy một chút này. Để dài ngắn hơn cái số 5 luôn. Để dài ngắn hơn số 5 luôn. Số 7 này. Số 7 này nó cũng như vậy mà độ dài còn ngắn hơn số 5 luôn. Mà đúng là cái màu đỏ đỏ luôn đẹp thôi, bây giờ lấy màu trắng đi chị, để thôi để hồi lựa cho đã. Lấy màu trắng đúng không? Ừ, màu trắng số 7. À, so với cái hôm khai trương đó thì hôm nay lượng khách cũng đã giảm hơn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì có rất là nhiều những các cái khách hàng mua online. Có những khách hàng thì gửi tiền về, sau đó mang hoặc là có những khách hàng là nhờ người nhà tới lấy trực tiếp để tới coi mẫu trực tiếp, sau đó rồi mua luôn. Rồi có khách thì có số đo rồi thì sẽ may, còn có khách thì mang vải đi cái tiệm quen để may. Đâu? À đây. À đây, giờ hôm nay bà chủ mặc bộ áo dài mới để tiếp khách à. Đây, hôm nay thì chị bé sẽ mặc một cái bộ áo dài khác nha. Đó. Đó, đây kết cổ các thứ này, nhìn trông dễ thương đó, giống như là gia đình có điều kiện nha. Kết cổ, kết các kiểu luôn. Thưa cô bác anh chị, thì hôm nay do có thêm một số những cái mẫu mới nên là Tuấn Dương sẽ ra cập nhật để các cô chú anh chị ở nước ngoài coi và lựa mua. Thì khi trong video clip đó, có quay đến cái sản phẩm nào, nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy ưng thì có thể nếu mà đang coi TV đó thì mình bấm tạm dừng TV lại, xong mình bấm mình lấy cái điện thoại mình chụp cái màn hình của cái TV lại. Còn nếu mà đang coi điện thoại thì các bạn cũng có thể tạm dừng video rồi chụp lại cái hình đó, sau đó gửi qua cho chị bé để
để mình để chị bé giữ lại cái sản phẩm đó, vì có nhiều sản phẩm đó các bạn là sau khi mà giới thiệu lên thì khách mua luôn, nên là cái số lượng không còn nhiều. Mỗi một sản phẩm thì chỉ có vài áo hoặc là chục áo thôi, mà số lượng khách hàng lên tới hàng trăm ngàn khách hàng, nên là cái khả năng mà còn giữ lại được cái sản phẩm đó thì cũng không có nhiều. Nên nếu như mà cô bác coi mà mình ưng thì mình chốt luôn để chị giữ lại những cái mẫu đó, và mẫu ở đây là cập nhật liên tục. Tất cả các sản phẩm ở đây thưa các bạn thì đều có được niêm yết giá rất là rõ ràng. Ví dụ như cái sản phẩm này là tơ tằm Thái Tuấn này, thì đây là cái bảng màu nhé, có từ đây là màu xanh này, màu tím này, màu đen này, rất là nhiều màu, màu xám này, màu vàng này, đó, đó. Dạ. Thì cái này đang là có mức giá là 280.000 một mét nha các bạn. Cái bảng màu thì rất là nhiều để quý cô chú anh chị tha hồ lựa. Ở đây để mình đếm sơ xem là có bao nhiêu màu cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Có là 37 cái bảng màu, và mỗi một bảng màu có mấy màu đấy nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là ở đây là có là 370 mẫu nha các bạn. Chỉ đơn giản này thôi mà rất là nhiều. Tất cả các loại họa tiết, hoa văn, trơn, rồi hoa, rồi nói chung là các kiểu luôn, không thiếu gì. Nên là cô bác anh chị mình không sợ, gọi là không sợ không có những cái sản phẩm mà phù hợp với bản thân mình. Chỉ sợ mình không có thời gian tới để mình lựa thôi. Và nên trực tiếp tới cửa hàng nhé. Rất là nhiều mẫu. Những cái mẫu này thì là giá là 280.000 đồng cho 1 mét. Để Tuấn Dương sẽ hỏi xem là một áo là khoảng bao nhiêu mét. Một áo là 2m2. Thôi mình cứ tính là như vậy là khoảng là vào khoảng hơn 600 một áo. Nói nghe nè, áo 2m2, cổ 1m2. Còn nếu mày tà A, người mập với chị thì mới 3m. Vâng. Với như chị thì mới 3m em nha. Dạ. Đây đây đây, lụa Thái Tuấn đây cô này. Vô coi đi. Rồi. Này 300 cái mẫu mới đấy, 300 mấy chục mẫu luôn. Đó. 18 mẫu mà giờ này có bao nhiêu, 2 6 8 18 áo. Vâng. Đó. Hôm nay thì sẽ giới thiệu là 18 mẫu, nhưng mà tại cái thời điểm này thì còn là 10 mẫu thôi nhé các bạn. Bởi vì sáng giờ vừa mới ra tới nơi, chưa kịp giới thiệu thì đã có khách chốt mua luôn rồi. Khách ra thấy ưng thì là khách đã chốt luôn. Đó. Đây để nói có sách và mách thì cũng có chứng luôn nhé. Thì sẽ cho các bạn coi cái bưu hàng khách ở nước ngoài lấy. Đây. Những cái mẫu này thì có cái mức giá là từ 3.500.000 cho tới 5.450.000. Chị đều lấy Thái Tuấn showroom thôi nha các bạn. Khách hàng là chị Phượng. Cái số cái bill là khoảng 37.000.000. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 áo. Đó. 10 áo này số 3 nha. Và coi là bình quân là mỗi một sản phẩm là khoảng 3.750.000 nha các bạn. Tức là có cái nhiều cái ít, nhưng mà đổ đồng là như vậy. À, dạ dạ và dạ dạ cảm ơn. Đấy, cô chú ở đâu về thưa chú? À, Úc về à? À dạ dạ. Và ở Bang mà chú. Hả? Của Bang mà. Sydney hay Melbourne? Melbourne. Con muốn qua Melbourne mà con chưa qua được. Dắt con tới đây đi ha. Vâng vâng. Đến góc này đi. Giờ bé mới đưa cái hàng. Đây cũng chắc có, em phải đứng hơi xa một chút thì mới đứng xa chỗ nào? Em phải đứng xa thì mới lấy được hết cái hoa văn của. Nó được không? Ngồi đó được không? Được không? Chị giúp cái này qua. À, dạ. Mẫu mới nè, mẫu mới sáng rồi mới có luôn á. Mẫu mới. Mẫu mới luôn đó nha. Thưa chị thì
chị có thể giới thiệu luôn là lạ à, thôi lát xíu thì mình sẽ giới thiệu là ý là các cô chú vừa muốn coi cái sản phẩm và vừa muốn biết giá sản phẩm ấy thì có dịch lên cái giá chưa cơ? Thì có góc ạ. Sản phẩm này có mức giá là 5.950.000 nha các bạn. Cái hai mặt đều ghi. Cái vải này thì có cái tác dụng là bảo vệ kháng khuẩn. Em thử coi cái logo của sản phẩm ở đâu để cô bác anh chị mình coi. Đối với những cái sản phẩm cao cấp thì vải của Thái Tuấn đều có mã số, đều có mã số series hết nha các bạn. ASBA đó. Rồi, nó còn thêm một cái mã số trên rồi, này nữa. Còn thêm một cái mã số này nữa này. Đây các đó. Bạn này. Thái Tuấn Premium Healthcare. Rồi em gái ướm lại cái sản phẩm đó một lần cái nữa nha. Cái nào cũng như vậy hết á. Thì hôm nay đó lúc đầu thì chị bé thông báo với mình là góc có hai góc vô con. Có là 18 mẫu. Nhưng mà bán 28 rồi. Tới cái thời điểm này chỉ còn là 10 mẫu. Vì là 8 mẫu kia sáng thì đã bán hết 8 mẫu. Đã rồi. Bán rồi. Khách tới và khách thấy là chi bưng nên là khách chốt luôn. Đây Tuấn Dương sẽ quay từ đẹp phía lắm. Dưới chân lên. Ở cái này hình như là dưới một bông hoa, còn đây là suối hoa đúng không chị đúng nhỉ? Rồi. Mà hàng này chất liệu này là in đúng không thưa chị? Đúng rồi, hàng in của Thái Tuấn, tơ tằm của Thái Tuấn. Hàng in tơ tằm của Thái Tuấn siêu đẹp, nhìn cái là biết là hàng hiệu liền. Hàng này là không có đụng hàng. Vâng. Và giống như là sản xuất cái một và hai áo thôi. Và ở đây các bạn là chỉ chợ An Đông này chỉ có mình chị bé có những cái sản phẩm này thôi. Ngay tại thời điểm này các bạn không thể tìm được cái sản phẩm thứ hai tại chợ nhé. Dạ rồi, xin cảm ơn. Giờ ướm mẫu kế tiếp. Cái mẫu này cũng Thái Tuấn luôn hả chị? Đúng rồi, Thái Tuấn luôn nè. Đang giới thiệu Thái Tuấn luôn nè. Phía trước ngực đó các bạn là một cái bông. Đó, rồi đẹp lắm. Nó như là những các cái dòng dòng suối, dòng thác ấy. Đó, chảy đều xuống phía tận phía dưới là có những cái bông màu trắng này. Đấy, họa tiết những cái chấm bi nó sẽ nếu mà kể cả những cái người mập mà mặc những cái bộ sản phẩm này, này đó, đẹp, thì cũng sẽ rất là đẹp. Đây mình sẽ cho các bạn coi tiếp giá của cái sản phẩm này luôn nhé. Để cô bác anh chị mình biết thì các bạn thấy là có rất nhiều tiệm 4.950.000 và các cái dấu hiệu nhận biết thì Tuấn Dương cũng đã chia sẻ để các bạn anh chị biết rồi. Đây thì bán hàng thì không có úp mở gì hết. Có sao thì nói vậy. Và sản phẩm thì rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây tiếp theo các bạn nhìn một cái sản phẩm nữa thì Tuấn Dương thấy là hoa văn là cái này dạng như là một cái loại hoa lan. Rồi nó có màu vàng và màu đen. Đó. Đây là những cái mẫu mới ra. Mới ra nhìn đẹp này. Xuất sắc luôn. Mới ra hôm nay là ngày 12 âm lịch nha. 21. Tức như là dạng ngày 21 tháng 2. Ngày 21 tháng 2. Cái này sẽ phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta mua để kịp may trong cái ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam. Đó, rất là đẹp. Đẹp lắm nè, chất liệu tơ tằm rất tiệm, là đẹp. Rồi đi, chị ơi cho em hỏi thăm chị thử cái đấy là nó có co giãn cái chiều ngang không? Con kéo thử đi con. Đây, bạn ấy sẽ kéo thử. Này có số seri này nha. Đây, có số seri này các bạn này. Đó, có số seri của sản phẩm. Nó có thùng em nè, đàn đây, hồi. Nó có cái độ đàn hồi. Như đàn vậy hồi. Thì mình mặc nó nếu mình có thể tăng giảm một vài ký thì cũng vẫn mặc được nha các bạn. Rồi. Đó. Mấy cái mẫu này các bạn là do là mới giao tới và chưa có kịp ủi nhá. Nếu mà ủi rồi các bạn nhìn nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Trong bao mấy xu nhân nữa. Cái này là còn kết kết cả những cái bông này là được đính đá này các bạn này. Đó. Được đính đá. Hàng đẹp quá em ha. Và dễ thương. Những cái mẫu này là mới ra, mới chát luôn nha. Ở mẫu đầu tiên là màu. Ok. Yeah. Rồi mẫu tiếp theo. Tiếp theo màu xanh. Đây cái này là gọi là màu xanh gì ta? Nó khác với ba mươi mấy mẫu mà bữa đầu năm mình giới thiệu em nha. Và khác mẫu kia. Cái này thì như là ở nó có như chị bé nhìn thử nó có những cái gì trắng trắng như kim tuyến. Nó ánh giống như là nó có cái kim tuyến á. Đó, tức là họ dệt trong cái sợi trong vải cái sợi vải luôn. Nó ánh lên kim tuyến nha các bạn. Mà vải này xoa lên đó là nó có sợi đồ thơm. Đây là đúng rồi vải thơm. Tức là khi mà mình dưỡng chị đi. Vải nó chạm vào nhau á thì nó phát ra một cái mùi thơm nhẹ nhẹ nha các bạn. Cái này hôm trước mình cũng có tới đại lý của Thái Tuấn, showroom của Thái Tuấn, xong người ta cũng có
chứng minh cho mình là, nhưng mà nó thơm nhẹ nhẹ chứ nó thơm không phải thơm như nước hoa nha các bạn. Dạ. Dạ rồi. Mẫu tiếp đi chị. Màu tím xanh. Wow. Đẹp quá. Xanh tím à? À, xanh tím lộng lẫy luôn. Mẫu này nè các bạn nè, mẫu xanh tím này. À, những cái bông hoa nhìn rất là đẹp, hoa lan nhá. Đẹp lắm. Đó, sặc sỡ luôn này. Đó. Rồi em gái thử coi cái mẫu đó là nhiêu tiền giúp anh. À, mẫu này có mức giá là 4.650.000 nha thưa quý cô chú anh chị. À, thì thưa chị là cái này mình mua cái vải may áo này được tặng vải may quần đúng không? À đúng rồi, mua áo là tặng được vải may quần. Dạ. Mình là thực tế lắm. Mình mua vải may áo sẽ được tặng vải may quần. Đẹp. Đây em có cái mẫu kế tiếp này các bạn này, giống như những cái bông hoa hoa dạng như hoa hồng ấy. Rồi tầng tầng lớp lớp giống như là những cái thung lũng hoa. Đó. Và nhìn có rất là có chiều sâu, những cái hoa văn kiểu như là những cái chấm này này, nhìn cảm giác nó như là những cái người phụ nữ vừa trẻ trung vừa hiện đại, giống như mình coi trên TV ấy. Giống như đang trong cái thời đại kỷ nguyên số 5.0. Rồi tiếp theo một cái mẫu này nữa thì phía trên là màu trắng kem, ở phía dưới là các bạn này cũng những cái bông rồi lá thì có được đính đá. Đây cũng là cái chất liệu vải cao cấp của Thái Tuấn. Ok, dạ. Rồi mẫu khác ạ. Này lập thể nha, không có đâu. Đó chỉ lập thể thôi. Mẫu này là mẫu vải Thái Tuấn lập thể đây các bạn. Và cái sợi các bạn ấy thì nó cũng óng ánh lên, bởi vì trong cái lúc mà người ta dệt á, thì những cái sợi đây như kiểu những cái sợi kim tuyến này, nó liền vào trong nên là nhìn cái áo trông nó rất là nổi. Đấy, óng ánh, không biết là cô bác có nhìn rõ không, nhưng mà khi mình nhìn ở phía bên ngoài đó là từng các cái thay đổi cái góc quay đi một chút, có ánh sáng vào là nhìn nó lấp lánh, trông rất là dễ thương. Rồi, bảo là mẫu thứ 10 nè. Rồi, mẫu tiếp theo. Còn 8 mẫu kia chị bán rồi. Vâng. Mẫu màu tím. Bán rồi mà không còn ở đây hay sao? Đem đi may hết rồi. À, đem đi may luôn chị rồi á. Chị sáng chị kia may 5 áo, chị mua 3 áo là hết luôn. Trời ơi. Tưởng là còn cái mẫu ấy thì cho cô bác anh chị chúng ta coi. Đây là đó, dạng như một cái nụ hoa đó. À, nụ hồng mong manh. Đẹp lắm. Đó. Rồi, em cho anh coi thử xem cái sản phẩm đó là giá bao nhiêu tiền. Giá nhiều. Đặc điểm là hàng Thái Tuấn có số seri là 1 nè nha. Dạ. Rồi có giá là 5.950.000. 5.950.000. Dạ. Dạ, mua áo tặng quần. Mua áo tặng quần. Rồi vậy là xong đó con. Tại vì nhà ngày hôm nay hàng rất là nhiều, nhiều lắm, có nhiều mẫu. Con ướm thử cái mẫu này đi con. Mẫu này cũng mới ra nè. Có nhiều mẫu ra lắm, nhưng mà lý do là mình không có người để ướm á. Vâng. Lúc này khách từ sáng đến chiều luôn. Vâng. Lúc nào cũng có khách luôn. Nói chung là tất cả các nhân viên đều làm việc rất là mệt. Lẽ ra là phải quay giới thiệu này là phải quay cái lúc vắng khách, nhưng mà lúc nào cũng có khách. Bây giờ nói chung là ngặt một nỗi là tiệm chị bé được nhiều cô chú anh chị thương yêu mến, nên là tới để xem. À, thử đó, cái mẫu này là phía dưới là 4 con hạc hướng đang bay lên trên này, rồi có thác nước và có thác nước chảy này, có những cây này như là cây tùng cổ thụ á, và rồi có những ngọn núi, rồi phía trên thì hai con hạc bay lên. Thưa chị, cái sản phẩm này gọi tên gọi kêu bằng gì đây ta? Cái này chị gọi là thủy mạc em. Thủy mạc, áo dài thêu tranh thủy mạc. Và nó vừa thêu vừa kết em vừa ha. Vừa thêu vừa kết ạ. Vừa vẽ luôn, tác hợp có ba cái là. Ờ à, đây cái giá thì chị sẽ này coi xem là cái mức giá của cái sản phẩm giá này như thế nào để chia sẻ đến các cô chú anh chị. Coi. Cái màu đỏ màu hồng màu kia, màu hồng cánh xanh. Sen ấy, thì là bị rớt cái giá ra nha, thì chị sẽ bấm lại. Và bây giờ là sẽ ướm thử cái màu màu xanh đen. Thì thưa chị, hai
Hai cái này là giá bằng nhau hay sao? Bằng nhau mà, tại vì một mẫu một kiểu. Một mẫu một kiểu, mức tức giá bằng nhau. Tức là chỉ ra 3-4 màu. À, một mẫu này thì có nhiều màu. 3-4 màu. Thì ví dụ giả sử như cô chú anh chị mình coi cái clip này đó, mình thấy cái đây là màu xanh đen. Nhưng mà ví dụ giả sử như cắt tớ mình lại thích màu tím chẳng hạn. Có. Thì sẽ nói với chị bé. Mình giả sử như tôi thích cái màu tím thì chị sẽ làm cái sản phẩm màu tím cho cô bác anh chị. Nó là 2,6 triệu. Thì cái sản phẩm này các bạn là có mức giá 2,6 triệu. 2,6 triệu à, mua cho áo một cái áo luôn. Và mua áo tặng quần nhé. Dạ. Cái này chỉ cần may một lớp không đúng một chị? Một lớp thôi. Dạ. Dạ. Chúng bán gặp anh quay luôn. Vâng. Dạ. Dạ. À, tên gì? Nói đúng là có quà này. Trời ơi. Dạ. Dạ. Được rồi, con có mấm cái này dùng cô các bác. À, dạ vâng, em chào chị. Dạ. Đó, cái gì đó đưa tiền cho từ thiện cho chị cơm. Tuấn Dương. Tuấn Dương rồi, cảm ơn chị gái. Bé tối ngày. À, dạ, bé dạ, tối dạ, ngày. Dạ, em coi của chị hả mà. Dạ, à, em dạ. Cảm ơn chị. Kiếm lại may áo dài. Dạ. Dạ. Mà em muốn may áo dài. Dạ. Em không muốn may áo dài nhưng mà em muốn vải áo dài may áo trầm được không? Dạ. Được. Để làm sụn dạ. Em. Dạ. Đó, có này con gái. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Xin chào. Tí đánh không? Tí cho chị đánh, tí đánh tiếp không? Ờ, chị em nói này cái rồi cái bà, em mới chị, chị ấy chị giới thiệu cho chị những cái mẫu dạ. Giờ ngày hôm nay cho chị bé nói là tại vì mẫu ra thì rất là nhiều đầu năm là mẫu nhiều, nói chung là quá sáu mẫu dạ. Nhưng mà lượng khách thì cũng rất là đông dạ. Cho nên là không thể để ước được nhiều mẫu cho cô chú xem dạ. Nhưng mà ngày hôm qua chị có đọc trên cái clip là có một cô chị nào nói bé ơi bé quay cái mẫu mà thiêu kết cường dạ. Mà thật sự thiêu kết cường nhà bé rất là nhiều, nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà chị cho bé lúc thời gian nào mà vắng vâng. Thì chị sẽ, bé sẽ kêu Tuấn Dương ra quay. Vâng. À, còn ngày hôm nay tại lượng khách cũng rất là đông, vâng. Thời gian thì không có. Vâng. À, nói chung sáng giờ chị cũng chưa, nhà chị là nói chung là từ sáng giờ bắt đầu mới được ăn mới, trưa luôn. Mới đó. Ăn trưa đúng không? Chị ăn một ngày một bữa thôi. À. À. Cho nên nếu mà giờ này cũng dạ. Mấy giờ rồi đúng không em? Dạ bây giờ thì cũng để em coi đồng hồ nhá. Bây giờ cũng là 2 giờ rồi thưa chị. Mà giờ mới ăn sáng đó, bé này mới ăn sáng rồi. Vâng. Mà đang có bé đây nha các bạn, hôm nay là thứ tư ngày 14 tháng 1. Thứ tư ngày 21 tháng 2, bây giờ là 14 giờ 1 phút nha. Thì mới ăn sáng luôn. Bây giờ mới gọi là rút ra thời gian một chút để thay nhau ăn và còn phục vụ khách. Dạ thì ý là những cái mẫu đấy thì thôi mình cũng xin lỗi cô chú là mình sẽ giới thiệu sau. Chứ còn bây giờ mình chưa ra Tết thì cái lượng khách cô chú anh chị ở nước ngoài về rất là đông. Nhiều cô chú về nhưng mà được bạn bè gửi tới để mua rồi mang đi dùng đó. Nên là tiệm cũng lu bu. Đúng rồi, không có đủ người để mà giới thiệu nó chi tiết kỹ lưỡng như là cái lúc mà mình đang vắng khách. Dạ. Dạ. Rồi thì với lại cho chị bé nói là ví dụ như thật sự mẫu mã nhà mình rất là nhiều. Dạ. Mà mẫu thì ra thì mình ra cập nhật liên tiếp. Ví dụ như ngày hôm nay ra mẫu này rồi bán hết xong là ngày mai thợ ví dụ vài ngày sau thợ ra một cái mẫu khác. Dạ. Bé không ít khi mà quay lại kiếm mẫu cũ là không bao ít khi có. Vâng. Còn nếu cô chú nào thích lắm thì đặt thì bé sẽ làm lại. Vâng. Còn giống như mình quay cái này á thì nó giống như là nó mặt trái mặt phải. Dạ. Nhiều lúc một cái mẫu mình lên công sức rất là nhiều. Vâng. Bỏ công sức rất là nhiều. Không phải dễ mà chỉ lấy một cái cọ để vẽ lên được một cái tác phẩm đâu. Vâng. Là phải ra bao nhiêu cái áo để bỏ ra mới lên được một cái tác phẩm để rồi ra thị trường. Vâng. Nhưng mà nhiều lúc lên cái rồi mình cũng thấy có nhiều người mình biết chứ không phải là mình không biết. Nhưng mà giống như cái mẫu mình sẽ bị mất đi. À. Em hiểu không? Thế hèn chi là nói đâu xa em thấy cái tiệm cách đây 1-2 căn ấy, họ cũng ghi cái kêu là no photo, không chụp hình. Nhưng mà ví dụ như người ta có đến người ta chụp hình của mình hay người ta kêu mình chụp gửi qua Zalo cho người ta để người ta mua. Vâng. Mình vẫn biết thành phần, những thành phần đó là người ta chỉ lấy mẫu. Dạ. Nhưng mà chị vẫn không sao là tại vì chịu khả năng chị ra được nhiều mẫu khác nữa. Vâng. Mà những cái mẫu khác sẽ đẹp hơn những mẫu ngày hôm nay ra. Vâng. Tại vì giống như là người ta nói sao đó, hồi xưa người ta nói là 3.0 rồi lên 4.0 rồi 5.0. Tức là mình cứ update liên tục đúng không? Thì ví dụ như là khi giả sử như cái sản phẩm này đi, mình nói ví dụ đi. Đúng giả rồi. Sử như khi mà chị bé may vẽ ra cái sản phẩm này sau đó bán cho khách hàng, khách hàng thích, khách hàng ưa chuộng nhưng mà trong cái quá trình đó thì chị bé cũng sẽ cải tiến thêm. Cải ví dụ thêm. Giả sử như chỗ này giả sử sẽ thêm cái mắt này, ví dụ thế. Rồi khách hàng cũng sẽ góp ý ở ví dụ tại sao mà chỗ này chị không làm hai con hạc chẳng hạn, ví dụ thế. Thì tại vì trong cái nghề vẽ là cái nghề khả năng của mình, trong cầm tay của mình. Cho nên mình có thể là mình
tức như tạo ra được nhiều mẫu. Vâng. Dù mình không có làm lên trên một cái áo này, nhưng mình nói kết hợp với thợ, à, chị thích như vậy như kia, hay em thích, cháu thích cái này cái kia như vậy, chú thêm bổ sung thêm cho cháu. Vâng. Thì à, chị cảm thấy đối với chị những cái đó là đối với chị trong cầm tay của chị. Vâng. Còn nếu về nói Thái Tấn thì giờ Thái Tấn là dành riêng cho chị là hàng serum nha, là những mẫu mã mới nhất. Vâng. Cô chú những mẫu nào cần đến cửa hàng bé, bé sẽ có đủ. Vâng. Không phải cần đặt hàng. Vâng. Đến đây là có hàng để lựa mua luôn. Thì chị bé cũng đã báo cái tin vui này vào hồi cuối năm trước là chị là một đại lý rất là lớn của Thái Tuấn, là nói chung là được lên level đó. Nên là đối với những cái sản phẩm nào mới nhất thì ở chợ nhiều khi chưa ai có, nhưng mà chị sẽ được ưu tiên. Nên cô bác đến với chị bé thì mình sẽ thứ nhất yên tâm, yên tâm đến đây lựa hàng. Dạ, về cái mẫu mã là cập nhật liên tục và mới nhất, không có copy sao chép của ai cả. Cái thứ hai là đối với những cái đồ Thái Tuấn thì cũng là cái thương nhân đầu tiên ở chợ được sở hữu những cái sản phẩm cao cấp. Đúng rồi. Dạ thưa chị thì hôm vừa rồi đó, cái này thì lẽ ra mình em cũng đã trả lời rồi, nhưng mà thôi mình cũng trả lời lên để các cô bác anh chị cũng vui vẻ và hiểu thêm. Đó là có khán giả nói là ủa sao tặng khăn mà lại mua 9 cái áo mà tặng có một cái khăn, rồi lấy thêm khăn mà lại lấy thêm tiền là sao? Giờ nói như vậy nè. Ví dụ nhà chị bán đầu năm thì giảm 10% bill là ngày 10 Tết, rồi dành cho những khách hàng mà lúc gọi trong điện thoại mà chưa tiếp được thì vẫn áp dụng theo cái giảm đó. Vâng. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cô chú mua một bill hàng, ví dụ như cô chú mua một bill một áo hay là 10 áo thì có thể tặng từ một món khăn đến hai món khăn là tối đa thôi. Vâng. Tại vì để sẽ dành, tại vì có 300 mấy chục phần quà sẽ để dành cho những khách hàng khác. Vâng. Còn nếu không thể là mua một cái áo, 9 cái áo mà lấy 9 cái khăn đúng không? 9 cái khăn thì không có được. Dạ. Cái đó cũng khó khăn cho bé lắm, tại vì ví dụ như một cái áo thôi 40. Thì thôi giùm em đi chị. Một cái áo thì nó ví dụ như có 300 ngàn. Vâng. Mà tặng một cái khăn chị giá 100 mấy chục ngàn thì giảm 10% nữa. Cái này là mình tặng lấy vui lấy hên chứ đúng vui không? Vui thôi. Dạ. Thì cô chú cũng vui với bé thôi chứ. Vâng. Thông cảm giùm bé. Vâng. Chứ không phải là bé khó khăn, nhưng mà trường hợp vừa rồi cô mua 9 áo. Vâng. Thì chị có tặng mấy cái rồi, nhưng mà cô muốn lấy thêm 4 cái nữa. Vâng. Thì tính có 400 ngàn thôi. Vâng. Mà khăn này em chị đặt thì nó không có giá 100 ngàn một cái. Vâng. À, chị đặt thì 100 mấy chục ngàn. Đều mắc hơn, em mua ở Hà Nội cũng từ 120 tới 200 ngàn một chiếc. Tại vì chị đặt hàng to tầm. Vâng. Cho nên là thông cảm giùm cho bé như vậy. Vâng. Thật sự 300 mấy 400 khăn, nhưng mà đầu năm chị có, cuối năm chị có tặng một ít rồi mấy chục cái. Vâng. Còn 300 mấy chục phần mà em tin ngày mùng 10 chị tặng còn có được có 61 cái, còn 61 cái thôi. Vâng. Là cái lượng khách đến đây có thể trên 200 người. Vâng. Em hiểu chị nói không? Vâng. Thì mình mới san sẻ với nhau. Vâng. Còn nói chung cái món đấy là món hên, chứ còn nếu mà cô chú nhắm thích cái khăn đó mà mua cái sản phẩm. Nhưng mà tới đây chị còn đặt, chị mới đặt thêm 500 khăn nữa. Nhưng mà 2-3 tuần mới hàng về tới. Vâng. Để chị sẽ dành những cô chú mà những ngày sau mà đi tới sau chưa có. Vâng. Vâng. Thì chị sẽ dành cho khách hàng cũng tặng 1-2 cái. Vâng. Như vậy. Vâng. Nhưng mà hàng thì chưa có đến nữa, giờ thì đã vâng. hết khăn, còn mấy chục cái là hết rồi. Dạ. Cho nên cô chú cũng thông cảm giùm cho bé. Dạ. Thì mình đến đây mình mua hàng ủng hộ là bé cũng rất là vui, mà cô chú, bé cũng muốn là cô chú vui. Vâng, tất cả mọi người cùng vui vẻ cùng chứ vui không vẻ. Muốn ai tới mua sắm mà lại về lại mang buồn theo những cái phiền não đúng không? Rồi. Vâng. Thì, cho nên là bé cũng cảm ơn cô chú, anh chị trên những đến cửa hàng bé ủng hộ cho bé. Bé cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Tại vì dù làm rất là cực, nhưng mà mình cảm thấy mình vui ấy. Vâng. Mình vui lắm. Mình cảm thấy mình có giá trị, mình phục vụ vui. Mang lại cái niềm vui cho người khác khi mà có những cái bộ đồ đẹp để mặc trong những cái dịp trọng đại, đám cưới, đi tiệc, đi chơi, ngồi xui ra, rồi cô dâu. Dạ, thưa chị thì em nói này để mai mốt chị chuẩn bị là, thứ nhất là khách hàng có nói là bữa nào á, chị bé làm một cái clip về chuyên về áo cô dâu đi. Rồi nào chị làm ra rồi thì một, mấy một lúc clip chị là nhận chuyên một... về áo dài nam đi. Có vâng. nhiều cô bảo là bây giờ muốn mua cho chồng, cho con các thứ ấy, mà toàn thấy giới thiệu áo nữ thôi thì nam hơi bị lép vế. Rồi cho chị bé nói là vừa rồi mấy cô chú bên nước ngoài á, gọi điện về để muốn mua áo dài. Dạ.
Nhưng mà chị có hứa là để ngày nào rồi rảnh sau ngày mùng 10 đó chị sẽ gọi lại. Nhưng mà giờ chị sợt lên mạng, em tin nó đến trong máy chị 1670 người. Ôi trời ơi. Cho nên giờ chị không biết kết bạn với người nào, với chị trả lời người nào. Mình chị cũng giờ ví dụ như cô chú coi qua cái clip này ai muốn mua gọi cho bé rồi bé sẽ lấy một cuốn sổ, giờ bé thông minh hơn rồi. Bé lấy cuốn sổ bé ghi số điện thoại vô rồi bé ghi ngày tháng vô. Rồi bé sẽ từng người để bé sẽ gọi cho cô chú. Thôi chắc để thuê em đi để em ra em ghi cho chứ giúp giờ. Mà chứ nhưng không phải là trong số lượng người đó người ta sẽ mua hết. Cũng cô chú muốn tham khảo. Nhưng mà giờ ý là chị nói là giống như cô chú muốn mua đó thì gọi điện cho bé. Không, nhưng mà theo em nghĩ như thế này này. Thì giờ ví dụ như là cái cách đơn giản nhất là như này này, các cô chú có bất cứ cái câu hỏi nào hoặc là muốn mua thì có thể nhắn tin vào cái tức là nhắn tin thẳng vào bình luận, phần bình luận ở dưới video đó. Thì thứ nhất là chị bé sẽ biết được là những cái mẫu mà cô chú quan tâm là mẫu nào. Cái thứ hai nữa là Tuấn Dương sẽ tổng hợp sau đó gửi tin nhắn qua cho chị bé. Thì cô chú cứ để lại những cái thông tin. Nó dễ hơn đúng không em? Dễ rồi hơn. Hoặc là ví dụ như về nói tôi muốn mua áo dài, tôi để số điện thoại này, cô bé lúc nào rảnh thì gọi lại cho tôi. Hay là em lúc nào rảnh gọi lại cho chị, thì chị sẽ gọi lại em, nếu nó dễ hơn. Hoặc là bây giờ trong Zalo giờ không lấy số ra được. Em sẽ nghĩ là em có thể em sẽ thiết kế ra một cái form ấy để cho các cô bác giống như dạng như là để giới thiệu cô bác biết là những cái nhu cầu cô bác, cái câu hỏi. Cái đó 200.000. Ơ sao đúng không? Đặt đó, chéo kết hộp là đến 300 mấy lận. Em ơi. Đang ấy nhưng mà lại phải còn giải quyết. Tại hàng chợ nó khác. Thôi rồi, nói chung là thôi từ từ mình sẽ nghiên cứu cái đó. Nhưng mà cô bác nếu mà muốn đặt hay gì đấy thì thay vì cô bác có nhiều cách, một là mình kết bạn Zalo sau đó mình gửi những cái tin nhắn hoặc cái thông tin. Không, gửi nhiều lắm, chị vô coi không, nhiều mà giờ chị không biết muốn gọi cho người nào. Cho nên giờ qua cái clip này chị muốn nói là cô chú nào giờ muốn mua ủng hộ cho bé thì gọi cho bé hoặc là ghi lại trong cái Zalo, bé ơi tôi muốn mua áo dài, tôi đưa số điện thoại này, lúc nào bé rảnh mới gọi lại thì chị sẽ có một cái số điện thoại đó. Rồi chị biết đó, là chị gọi lại cho cô chú về Zalo quá em biết ra người, ví dụ như tên Phượng đi, giờ sợt lên đến bao nhiêu người tên Phượng. Rồi chị Thủy, chị sợt lên đến bao mấy người tên Thủy. Cho nên giờ không biết người nào để mình muốn gọi cho người đó. Nếu không nó trùng tên á, tại vì người Việt Nam mình là những cái tên Thủy, tên Lan, tên Phượng, tên Hà thì nó giống mà nhau nhiều khi mình gọi lộn sang cái người không có nhu cầu thì cũng lại làm phiền người ta đúng không? Thì giờ cô chú ai muốn mua đó lên gọi tiếp theo trong Zalo kết bạn rồi để số điện thoại lại. Ghi số điện thoại lên trên đó thì bé sẽ liên lạc để nó cụ thể dễ hơn. Còn trên Zalo giờ muốn lấy số điện thoại lấy không được em. Em hiểu chị nói không? Dạ. Giờ chị canh dặn gọi cho chị Phượng. Chị Thủy mà chị sợ lên đến 37 người tên Thủy. Cho nên giờ chị không biết gọi cho người nào mà cái đầu mình thì không thể nhớ nổi. Là ví dụ như là Phượng Lê hay là Trần Lê hay ví dụ vậy em hiểu không? Thì chị không có nhớ nổi. Thì cho bé nói như vậy để cô chú coi có chưa. Rồi thì cô bác có thể có cái phương án xử lý nào hay hơn thì cứ góp ý ở dưới cái video này. Thì Tuấn Dương sẽ chuyển cái thông tin đó cho chị bé. Hôm nay chị mặc cái bộ áo dài này trông rất là đẹp, rất là dễ thương này. Em bình thường thôi. Rồi. Dạ, nó đúng cái sự cao giãn rồi. Kết tá hai bên nhá. Đấy, cái tay này chị cũng kết này. Này các bạn nhìn này, đó, kết hột này, rồi phía cổ này. Đó. Đó, nhìn mặc trông rất là dễ thương nhá. Được không em? Đó. Cái này bình thường. Mà em đi vậy chút xíu à. Mấy ngày trước mặc những cái bộ đầm ấy thì nhìn trời ơi, nhìn giống như bà Ấn Độ ấy. Ba vòng trông chả thấy đâu mà mặc áo dài lên nhìn eo hót á. Trông rất là dễ thương này. Cái này ai may đây, ai may đây? Cô Hà may, cô Hà chị may. Chị Hà may đấy. Sản phẩm đây nè, đang đo nè. Rồi chị Hà thì đang đo cho khách. Đang đo. Rồi cảm ơn chị bé nhá. Rồi chúc chị năm mới nhiều sức khỏe và ngày một phục vụ khách tốt hơn nhá. Cô bác hãy ghé để ủng hộ áo dài bé. Rồi bye bye. Không, cho chị bé nói đã. Có nhiều cô nói tôi mập quá, tôi không có áo dài được. Nhưng mà ngày hôm nay chị mập lên cho cô chú. Đây các bạn nhìn này chị bé này cũng rất là mập nhá. Đây này nếu mà quay gần các bạn nhìn thấy cái bụng cũng mập chà bá luôn nhá. Nhưng mà nó cái vải này che được khuyết điểm. Đó. Đừng có ngại là không mang áo dài nha. Đó. 70kg chị 70kg. 70kg. Rồi ok. Rồi. Rồi.
Rồi xoay một vòng đi nè. Dạ. Rồi ok. À, ok đẹp đó. Thôi cứ mặc thế đi. Dạ. Mặc luôn đi trời ơi. Dạ. Thì để liên lạc với áo dài bé thì cô bác anh chị tới địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7 tầng trệt. Mình đi từ cổng chính đi vô, đi lối cầu thang bộ lên, quẹo gặp tiệm vàng Ngọc Mai thì quẹo trái. Ngay chân cầu thang là tới, có số điện thoại là 0908 332 073, 0869 529 239. Thì cô bác anh chị liên lạc một trong hai số đó, và những cô bác đã liên lạc với bé rồi thì hãy liên lạc lại, bởi vì cái số lượng cuộc gọi nhiều quá, nhiều khi chỉ không có kịp trả lời hết. Mình xin dừng clip tại đây nhé. Hẹn gặp cô bác anh chị trong những video tiếp theo.